Hồi 7 giờ ngày 23 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ từ 15 đến 20 km một giờ. Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có xu hướng suy yếu dần, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 20 km một giờ. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Bắc Đông Bắc. Suy yếu thành vùng áp thấp với cường độ gió dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm từ 17,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Nước dâng sóng lớn, khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi 24 giờ tới. Trên biển bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, đề phòng có sét và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 trong dông. Sóng biển cao từ 1 đến 2,2 mét. Trên đất liền, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, nắng gián đoạn.